Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về cái cây khế nha các bạn ha. Thì cây khế là một cái cây cũng khá là dễ dàng trồng các bạn ha. Và chắc các bạn cũng rất dễ nhớ cây khế ha. Chúng ta đã học rất là nhiều về cây khế rồi các bạn ha. Ăn khế trái vàng đó các bạn ha. Đó. Thì đây là cây khế ha. Thì khế các bạn biết là nó có hai dòng, một dòng là khế ngọt, một dòng khế chua nha các bạn ha. Thì thường các loại khế mà để dùng để ăn kèm trong các loại canh hoặc là rau á, và thì chúng ta dùng cái khế chua ha. Còn cây khế của mình đây là cây khế mình đang quay các bạn là cây khế ngọt rồi nha các bạn. Cây khế ngọt ha. Rồi cái trái như thế này các bạn ha, cái này nó bị sâu đục rồi, bị rùa đục trái rồi đó ha. Đó là cây khế ngọt các bạn đó. Thì cây khế cái lá nhỏ như thế này các bạn ha. Thì cây khế hiện nay người ta trồng có hai cái phương án, một đa phần người ta trồng khế chủ yếu là người ta làm kiểng các bạn ha. Người ta sẽ lấy gốc khế người ta làm kiểng đó. Hoặc là người ta sẽ bán trong các chợ, thì thường chợ là cây khế chua nha các bạn ha. Đây các bạn ha, mình sẽ cho bạn xem đây là cây khế chua nhà mình này. Nó gốc rất là to các bạn, khế chua ha. Đây. Đây dòng khế chua. Cây rất là bự các bạn ha, đây. Cây ở đây. Đó. Lá cũng y chang như vậy luôn các bạn ha. Đó. Chỉ có điều là khi mình ăn trái thì trái nó chua. Đó, cái trái này các bạn. Cái trái khế chua thì bạn thường nó sẽ to hơn cái trái của khế ngọt các bạn ha. Đây. Đây là trái khế chua nè các bạn. Ha. Thì cái khế chua thì thường nó ít có bị cái ruồi đục trái hơn các bạn ha. Con ruồi cũng rất là thông minh. Nó chỉ đục những cây khế nào mà khế ngọt thôi. Đó, còn khế chua thì nó ít có đục hơn ha. Đó, thì mình đây là cái cây khế ngọt nè các bạn ha. Đó. Thì khế cũng là một cái loại cây rất là dễ trồng các bạn ha. Chúng ta có thể trồng làm kiểng cũng được, hoặc là chúng ta trồng dùng cây làm như cây ăn trái cũng được các bạn ha. Đó. Khế ha. Ăn khế trả vàng là đây nè các bạn đó, ha. Mình kiếm các bạn một cái trái của nó đâu. Để mình bứt cho bạn xem một cái trái khế nha. Đây. Chùm hai bạn ha. Đây khế ngọt ha. Đây hai bạn ha. Xem này là trái khế nè các bạn đó. Khế ngọt thì thường nó dễ bị ruồi đục trái lắm bạn này ha. Đây bị ruồi đục nè bạn. Đục trái thúi hết nè ha. Mình không có bao trái á, do đó là nó bị đục rất là nhiều ha. Đây nè các bạn xem nè ha, đây nó cũng bị ruồi đục trái rất là nhiều các bạn ha. Này cây khế ngọt ha, mình sẽ cho bạn xem giữa cái trái khế ngọt trái khế chua nó khác nhau chỗ nào nha các bạn ha. Chút xíu nữa rồi qua đây là cây khế chua, mình sẽ bứt cây khế chua đây. Ây da, đây cái trái khế chua nè các bạn ha, trái nó to hơn đây các bạn ha. Đó, nó sần sùi hơn. Cái trái bên đây đây nè ha, nó một trái khế ngọt và cái khế chua. Cái khế chua nó dài hơn và nó to hơn ha. Còn cây khế ngọt thì nó nhỏ hơn và nó gọn hơn, nó bóng hơn các bạn ha. Rồi, đó là cái mình giới thiệu cho các bạn cái cây khế nha các bạn. Thì đó, các bạn muốn tìm hiểu những cây nào thêm thì cứ báo với mình. Thì cây khế các bạn biết ha, thì thường mình rất là dễ trồng và chỉ cần sau khoảng chừng 2 năm là có trái các bạn. Ha, nếu chúng ta trồng tốt thì khoảng chừng 1 năm, 1 năm nữa là đã cho trái rồi ha. Đó. Mà trung bình sẽ là 2 năm nha các bạn ha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn sẽ thành công với cây khế nha.